Một phiên giao dịch hoảng loạn, một phiên giao dịch mà cứ nghĩ hôm nay thị trường chúng ta sẽ rút chân và hồi lại, nhưng không. Thị trường hôm nay nó tiếp tục quay đầu và bán tháo mạnh, giảm 13 điểm, nhưng chỉ có 13 điểm thôi mà cái cổ phiếu bên trong của anh chị nhà đầu tư chúng ta nó rơi quá trời rơi luôn. Phải nói là gì? Phải nói là một cái cây giảm điểm là kinh khủng. Ví dụ anh chị nhìn ở đây, đó là cổ phiếu SSI, nó rơi từ từ nhưng trong những phiên gần đây nó rơi rất là mạnh, và đặc biệt trong hôm nay là nó rơi tới tận là bao nhiêu, là hơn 600 tỷ bị bán tháo ở cái giá là dưới 25 này. Vậy thì như vậy, với cái trạng thái thị trường này thì chúng ta cần phải đầu tư như thế nào trong cái tuần mới, tuần đáo hạn phái sinh? Chúng ta nên đi bán hot tất cả hàng cổ phiếu trong tài khoản có sẵn hay không, hay là bây giờ chúng ta cầm tiền thì chúng ta có nên lao vào chúng ta mua với cái thị trường và index ở đây hay không? Thì trong cái video này, trong cái video cuối tuần, tôi sẽ chia sẻ với anh chị cái vấn đề đó là gì? Hoảng loạn cao trào, cầm tiền, cầm hàng, cần xem gấp video này. Sẽ là cái nội dung rất quan trọng để cho anh chị nhà đầu tư chúng ta hình dung được, và chúng ta có cái kế hoạch, có cái chiến lược sẵn sàng trong cái tuần sau, chứ không phải là giao dịch trong sự hoảng loạn. Và chắc chắn sự hoảng loạn có thể đem đến những sự tiếc nuối rất là lớn, cũng có thể đem đến những sự gì, những cái điểm buồn phải nói là kéo dài hàng tháng trời, hàng năm trời cũng là chuyện hết sức bình thường. Thì trong video này, tôi sẽ chia sẻ với anh chị điều đó theo phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp phân tích cung cầu và VTA. Nếu anh chị nhà đầu tư chúng ta hàng ngày đều coi kênh của Quang, và anh chị chưa bấm đăng ký kênh thì chị nhớ bấm đăng ký kênh. Nếu anh chị thấy phương pháp bên Quang đang chia sẻ với anh chị phân tích VTA kết hợp cung cầu tâm lý kỹ thuật hành vi này, nó có thể giúp cho anh chị kiếm tiền trên thị trường và né được những cái cú sập, thì chị có thể cân nhắc nhắn tin ngay với trợ lý Như Hảo hoặc là trợ lý Trúc Vy, các bạn sẽ tư vấn anh chị cái thủ tục để chuyển về đồng hành với bên Quang. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung video hôm nay. Đó là gì? Đó là cái việc tình hình thị trường hiện tại, quá khứ và hiện tại. Cầm hàng, kẹt hàng thì nên làm gì? Cầm tiền, nhặt dép ở đâu là đẹp nhất? Mà chủ yếu ở đây chắc chắn anh chị sẽ quan tâm nhất, đó là anh chị mình cầm hàng thì nên làm gì lúc này. Còn những anh chị cầm tiền thì cũng rất nhiều, thì nên nhặt dép ở đâu là đẹp nhất? Thì hai cái phần này phải được dựa trên cái phần là tình hình hiện tại của thị trường, là quá khứ và hiện tại, để chúng ta đưa ra các cái suy luận cho nó hợp lý. Và từ những cái suy luận đó chúng ta có thể quyết định nên những cái hành động cho nó ok và nó tốt nhất trong đúng cái bối cảnh và cái tình hình. Rồi thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ nói về cái quá khứ của thị trường. Thì cái quá khứ ở đây đầu tiên đó là anh chị đều biết, trong cái giai đoạn ngày 18 tháng 10 là cái phiên mà Quang đã từng cảnh báo với anh chị rất rất là nặng nề ở trên kênh dòng Arsenal. Đó là gì? Đó là tại cái vùng này nè, thị trường chúng ta xuất hiện một cái cây đạp ngược và bất ngờ Upbo ATC. Và khi Upbo ATC thì Quang nói với anh chị điều gì? Là khi thị trường chúng ta có xuất hiện lần đầu tiên Upbo ATC thì chúng ta không được làm gì, đó là xem nhẹ cái việc Upbo ATC. Vì sao? Vì khi nó bắt đầu Upbo ATC anh chị nhà đầu tư thì nó sẽ khiến anh chị mình kẹt hàng rất nhiều. Và đặc biệt ở đây qua cho anh chị coi, đó là con HCM, một ví dụ sống, một ví dụ thực tế mà mình đã cho anh chị coi cách đây là đúng một tháng đúng không? Chắc một tháng rồi đó. Là trên đây, khi cổ phiếu này ra rất nhiều cái thông tin tích cực về việc là chia cổ tức đại hội cổ đông bất thường, chia cổ tức ở đây là cây này, hay là những cây trước đó về cái thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán, thì trong những cái phiên này nè, nhà đầu tư chúng ta kỳ vọng rất lớn về cổ phiếu. Tuy nhiên, kéo ATC phiên này rất mạnh là tăng 2,6% đúng không? Nhưng kết quả nó qua đây nó ấp xuống, nhưng nó không có vấn đề gì cả. Nó bị cái vấn đề ở cây nào? Ở cái cây này và cây này, là cái cây ngày bao nhiêu? Cây này nè, là cái cây ngày 18 tháng 10, là nó từ giá xanh trong phiên mà bất ngờ nó Upbo ATC, nó đổi nhẹ 0,5%, là nó hơi nhẹ thôi nha. Nhưng bữa sau làm sao? Là nó chỉ giảm có 1% trong phiên thôi, là vào ngày 21 tháng 10. Thì anh chị mình thấy thì trong phiên nó giảm có 1% thôi mà, có gì đâu đúng không? Trong phiên nó giảm có 1% thôi là nó nằm ngay đây nè, là nó không có vấn đề gì cả. Thì ok, qua cũng nói với chị nó cũng gì bình thường. Nhưng cái vấn đề gì? Là bữa trước nó có Upbo ATC, là cái thứ nhất là khiến cho chúng ta là được khớp lệnh hết đúng không? Nếu chúng ta mua hàng, chúng ta vào cổ phiếu là tự nhiên chúng ta được khớp lệnh hết đó. Rồi tiếp tục qua phiên bên đây, là cái phiên ngày 21 tháng 10 thì sao? 21 tháng 10 thì nó chỉ âm 1% trong phiên thôi, âm 1%. Thì khi nó âm 1% như thế này, qua nói với anh chị là gì? Bán ra đi, hot bớt ra đi, vì nó đã xuất hiện cái bước ngoặt nguy hiểm vào cái lúc đó. Đây là cái video lúc đó qua chia sẻ với anh chị trên kênh Nhật Qua Channel, là ngay đây bước ngoặt sáng kéo chiều đạp, bước ngoặt lớn, chuẩn bị sẵn sàng là gì? Chuẩn bị sẵn sàng là qua bữa sau nhảy tao á, là cái chỗ này nè đó. Thì ngay lập tức anh chị biết là bữa đó nếu anh chị không bán là tự nhiên nha. Ví dụ cái giá vốn anh chị mua tại cái cây này là cái giá tại đây là khoảng là 31.3, qua cho anh chị là cái giá vốn ở đây là 31.3 nha. Thì bất ngờ phiên hôm đó nha, tự nhiên anh chị sẽ lỗ là bao nhiêu phần trăm? Là tự nhiên anh chị sẽ lỗ thành 6%, âm 6% ngay lập tức luôn. Anh chị biết tại sao?
Anh chị biết tại sao? Đó là gì? Đó là nó đạp ATC. Và khi nó đạp ATC bất ngờ từ cái khoản lỗ 1% thành khoản lỗ 3% thì làm sao? Thì làm cho toàn bộ nhà đầu tư trên cái vùng nền trên là bắt đầu từ cái cây vào ngày 19 tháng 9 cho tới cái cây kết thúc là ngày 18 tháng 10 là trong phạm vi một tháng là toàn bộ hàng trên đây lỗ toàn bộ nhưng không bán kịp. Vì sao? Vì khi đạp ATC cổ phiếu nó rớt mạnh, và khi nó rớt trong viên ATC thì phần lớn của nó, thiệt với anh chị nha, 100 người cao lắm chỉ có một người duy nhất bán ATC thôi, còn lại 99 người sẽ không bán vì cả ngày nó đâu có giảm đâu, đúng không? Tự nhiên vô ATC nó giảm vậy thôi, để mai bán, đúng không anh chị? Thì đó, mai cái nó rớt luôn chứ đâu có hồi đại đâu. Chúng ta ngồi chúng ta chờ nó hồi lên lại, đúng không? Ví dụ chúng ta có 1 tỷ đi, thì trong cái phiên đó chúng ta chỉ lỗ khoảng 40 triệu thôi. Và 40 triệu là lỗ 400 á, là lỗ 40 triệu thôi. Nhưng bất ngờ ATC nó cho anh chị lỗ 6%, là anh chị lỗ 60 triệu. Thì anh chị có bán không? Không, đúng không? Và khi anh chị nhà tư chúng ta không bán thì như thế nào? Thì đương nhiên nó rơi tiếp, thì lúc đó chúng ta sẽ bị kẹt hàng. Và khi chúng ta kẹt thì tất cả mọi người cùng kẹt. Và khi nó rơi xuống nhịp này nè, được mấy người cúp lót, không kẹt hàng hết rồi lấy gì cách, đúng không? Thì không cách thì sẽ chờ nó hồi lên. Tuy nhiên trong cái quá trình hồi lên thì chị thấy nó có một cái điều gì nữa, đó là cái vấn đề thứ hai ở trong quá khứ mà nó với anh chị, đó là gì? Là nó hồi lên không thanh khoản, đúng không? Thì cái kim chỉ nam dòng tiền của hệ thống dòng Arsenal là gì? Đó là thanh khoản. Và khi dòng tiền không tham gia thì chị đều biết là gì? Đó là tăng giá không thanh khoản. Và khi tăng giá không thanh khoản là tổ chức không bỏ tiền vào, thì nó phải xác nhận bằng một cái cây tiền vào rất lớn thì nó mới ok. Nhưng kết quả nó hồi lên, nó cho anh chị mình chỉ lỗ nhẹ lại, nhưng làm gì? Nhưng không hề về bờ, đúng không? Và cũng không hề làm gì, không hề xác nhận cái dòng tiền lớn vào. Và lúc đó Quang chia sẻ với anh chị trên kênh là lúc nào? Là cái lúc ngay đây nè. Ở và nói với anh chị điều gì? Là chỗ này hồi lên thanh khoản yếu, anh chị phải đặc biệt cẩn thận. Vì sao? Vì nó đã tốn cái thời gian là bao nhiêu? Tốn cái thời gian là một tháng để nó upbo anh chị trên ATC trên đây, đúng không? Thì khi nó upbo, nó phân phối hàng trên đây và nó up anh chị xuống, kết thúc cái quá trình phân phối một tháng, thì chẳng lẽ nó hồi lên cái nó cho anh chị mình ok ngay? Nó phải làm sao cho anh chị nhà tư chúng ta hot hàng, cho anh chị nhà tư chúng ta không giữ cổ phiếu nữa. À, hót hàng và không giữ cổ phiếu nữa, anh chị nhả hàng ra cho nó, thì lúc đó nó mới làm gì? Nó mới có thể đi mua lại cái hàng của anh chị, ok? Chứ không phải là gì? Chứ không phải là nó kéo lên cái cho anh chị về bờ là quá easy, quá đơn giản. Và nếu nó làm được điều đó, nó phải cần có cái gì? Nó phải cần có cái cây dòng tiền vào lớn, ví dụ 20-30 triệu cổ phiếu này nè, giống như những cái cây dưới đây nè, thì lúc đó anh chị đầu tư nó sẽ ok. Còn không thì hồi lên là anh chị bán cho quan. Thì đó là những cái việc ở quá khứ. Và bây giờ anh chị thấy là gì? Đó là cổ phiếu đã rơi rất mạnh xuống, đúng không? Và bây giờ anh chị có cái cảm giác gì? Nếu anh chị còn đang nắm HCM trên giá 31, à, đó là cảm giác gì anh chị? Đó là cái cảm giác bán tháo hơn, phải bán thôi, phải hot hàng thôi, đúng không? Thì cái điều đó nãy giờ Quang phân tích với anh chị là quá khứ đi đến hiện tại nè. Thì để làm gì? Đi để đi đến cái video bản tin ngày hôm nay, đó là cầm tiền và cầm hàng nên lo như thế nào. Đặc biệt là anh chị mình cầm hàng ở trên giá cao và những anh chị cầm tiền, đó là cái nội dung mà ở cái quá khứ mà đi đến hiện tại. Thì tương tự anh chị cũng có thể nhìn qua con SSI, nó cũng vậy thôi, và thậm chí nó còn nặng hơn cả con HCM. Vì sao anh chị biết không? Vì con SSI này nó nhốt anh chị nhiều hơn nhiều. Ví dụ ở đây anh chị thấy nè, hôm đợt đó mới chia sẻ với anh chị thôi, đó là đợt đó bên mình mua con ở đất ai mua lại cây này nè anh chị. Mình mua lại, tức là mình mua dưới đây, mình ăn cổ tức, sau đó lên đây mình chốt lời bên đây rồi, mình chốt bên đây rồi, qua đây mình thấy nó cũng được, mình mua lại. Nhưng qua cây này mình chạy ngay. Và đây qua cho anh chị mình coi cái lệnh mình bán con đất ai nè. Đây cái lệnh quan bán con đất ai nha. Mà bây giờ nhìn lại thì chúng ta thấy là gì? Thôi bạn cũng đúng không chị? Đây anh chị thấy chỗ này nè, SSI nè, không đầu ngày 15 tháng 10 nè, 50% hàng mua lại sao? Hiện tại đang hòa vốn hoặc lỗ phí nhẹ. À, anh chị hót 50% hàng nè, hàng này chờ cổ phiếu test lại hoặc đủ đẹp ra mua lại sao? Tránh ở đây đang hòa quay đầu lỗ ngược thì mệt, xuống 26 ta sẽ phục hồi lại sao? Cái này xuống 23 luôn rồi chứ 26 gì nữa, đúng không? Nhưng mà anh chị thấy chỗ này không? Là lúc đó đến ai chưa rơi. Thì qua đã nói với anh chị điều gì? Đó là nó xuất hiện cái hiện tượng đạp ATC, hay nói cách khác là upbo ATC. Thì hôm đó mình hót ngay được cái giá này, quá trầm vía luôn. Và ngay lập tức nó upbo ATC lần thứ nhất. Sau khi upbo xong, cái nước ngoài lao vào mua nha. Nước ngoài á, nó lao vào nó mua. Thế là cổ phiếu hồi mạnh, anh chị hậu qua mua không là lần thứ nhất kẹt nè. Tiếp tục qua đây nó upbo ATC lần thứ hai. Là gì? Là nó cũng đạp ATC vào ngày 21 tháng 10 nè. Đó. Sau đó qua bên đây nó kéo lên xanh trong phiên cuối giờ đạp ATC. Anh chị thấy không? Nó rơi liền đúng không? Không, nó không rơi. Mà nó làm gì anh chị? Nó hồi lại. À, lúc này lại làm gì? Lúc này hàng nước ngoài á lại lao vào mua đất ai quá trời luôn, mấy triệu cổ phiếu, mấy triệu cổ phiếu luôn. Thế là rơi tiếp nè anh chị không? Và khi nó mua không có dòng tiền. Nó chỉ mua thôi, nhưng chúng ta nhìn chúng ta nghĩ nó khớp lệnh. Ai dè có thể là hổ hận hay gì đó không biết, nhưng nói chung là không thấy dòng tiền vào, đúng không? Tiếp tục double.
sau đó nó hồi lên, nó lại hồi. À, anh chị lưu ý nha, nó lại hồi. Sau đó nó lại hồi mạnh lên, anh chị không? Và thế là nó rơi, đúng không? Thì các anh chị thấy nó liên tục rơi hồi, rơi hồi, rơi hồi. Thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng gì? Kẹt hàng hạng nặng. Và khi kẹt hàng hạng nặng thì nó sẽ làm gì? Nó phải ép chúng ta nhả hàng ra. Và hôm nay Quang nói với anh chị liên tục trong phiên đó là anh chị lưu ý coi đất ai này nha. Đó là anh chị để ý giúp Quang coi đất ai này là hôm nay ai là cái người bán coi đất ai này. Ví dụ anh chị thấy cái lúc này nè, Quang có chỉ với anh chị là ở đất ai, Quang hỏi với anh chị thấy con này con HCM đúng không? Mở nhầm hình đây. Hình ở đất ai này Quang có hỏi với anh chị nè. Anh chị thấy chỗ này bùng nổ khối lượng không? Qua đố anh chị ai bán? Đúng không? Qua đố anh chị ai bán? Thì qua đánh giá với anh chị đó là ai? Đó là chúng ta chứ ai? Là những anh chị mình mua trên 27.5, 28 trở lên. Và anh chị mình làm gì? Giữ hẩm ra, anh chị không bán. Anh chị cố gắng, cố hữu, tự hữu với cổ phiếu. Thì nó rớt. Đó, và bây giờ hôm nay chúng ta chịu không nổi, chúng ta cắt lỗ ra. Thì cái đó là cái tình hình hiện tại của thị trường. Và tình hình hiện tại đó là gì? Là rất tiêu cực, đúng không? Rất tiêu cực và rất tan nát luôn. Và chúng ta đang hoài nghi cái việc thị trường này nó downtrend, thị trường này nó toan rồi. Và chúng ta phải làm gì? Nhưng đa phần sẽ hiên về bán sạch, bán toàn bộ. Thì bây giờ đó mới là lúc mà chúng ta đi vào cái nội dung chính của cái video bản tin tối hôm nay. Đó là gì? Cầm tiền và cầm hàng thì làm gì? Hành động như thế nào? Từng phần rạch ròi ra, chứ không phải là chúng ta nói chung chung, chứ không phải là chúng ta nói trời xong rồi bán hết đi, trừ trừ chờ mua bắt đáy lại, ủa bán sao, ủa bán sao, ủa mua sao, đúng không? Không có chuyện đó. Ở đây qua sẽ phân tích với anh chị rõ ràng. Thì chị mình coi nãy giờ, coi tới đây chị mình chưa bấm đăng ký kênh, anh chị nhớ là đăng ký kênh nha. Nếu chưa hết video thì chị nhớ là bấm hết video của Quang. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái phần kế tiếp, đó là gì? Đó là ở đây vấn đề thứ nhất, cầm hàng kẹt hàng thì làm gì lúc này? Đầu tiên anh chị cần phải biết đó là khi Quang phân tích cái tình hình ở trên thì chắc chắn anh chị đang có cái gì? Đó là bán hết toàn bộ không? Đúng không? Hôm nay có rất nhiều anh chị hỏi Quang đó là bán toàn bộ cổ phiếu không em? Vì hôm nay chúng ta mới bắt đầu thấy toan. Hôm nay chúng ta mới bắt đầu thấy là gì? Nên phải bán, đúng không? Rất là nhiều anh chị bây giờ bắt đầu chịu hết nổi rồi, bắt đầu muốn hốt hàng cổ phiếu ra. Ví dụ qua cho anh chị coi ở đây đó là gì? MWG. Hôm nay có anh chị hỏi Quang là cắt lỗ MWG không, đúng không? Cầm từ cái giá cỡ 6 mấy trên đây, bây giờ xuống đây bắt đầu chịu hết nổi rồi, bắt đầu muốn cắt lỗ sau khi đã có cái khoản lỗ cỡ bao nhiêu trăm. Khoản lỗ này là cỡ gần 13%, gần 13% là bắt đầu chịu hết nổi rồi, bắt đầu muốn cắt lỗ rồi. Tiếp tục chúng ta có con gì kế tiếp thì đương nhiên đó là có đến ai rồi, đó là lỗ bao nhiêu trăm? Ở đến ai là lỗ 15% nha, lỗ 15%. Thì có rất là nhiều anh chị là bắt đầu là chúng ta không chịu nổi rồi và chúng ta muốn đi cắt lỗ, chúng ta đi muốn đi làm gì? Đi hót hàng cổ phiếu và rút lui khỏi cái thị trường này, đúng không? Thì đây là cái cảm xúc chung và đây là cái cảm xúc chính của toàn bộ nhà đầu tư hiện tại, hoặc qua ít nhất qua mà nói với anh chị nha, 95% trở lên đều sẽ có cảm xúc là phải bán toàn bộ hay không. Thì qua sẽ nói với anh chị bán, nhưng phải bán sao cho nó đúng, bán sao cho nó ok, chứ không phải là đi bán toàn bộ vì xác suất cao. Nếu anh chị mà nói cái chữ bán toàn bộ này, coi chừng anh chị bán ngay ngay đấy, rất là dễ luôn. À rồi, thì tại sao qua sẽ nói với anh chị ở đây? Đầu tiên chúng ta phải bóc tách rạch ròi ra, bóc tách rạch ròi ra. Và nếu anh chị là khách hàng mình Quang, chị đều biết là trong bản tin sáng mà đều có nói với anh chị rõ là gì, là khi anh chị bán cổ phiếu ra, anh chị phải bóc tách ra là anh chị mình đang ở cái vị thế lỗ nào, anh chị mình đang bị như thế nào, để anh chị xử lý cho đúng như vậy. Chứ không phải là chúng ta nói ở bán là bán thôi là sai. Vì sao? Vì ví dụ lỗ từ 7% trở xuống là khác với việc lỗ từ 10-15% trở lên. Ở đây thì qua sẽ nói với anh chị như thế này, lỗ từ 7% trở xuống là lỗ như thế nào? Thì đơn giản thôi, qua nói với chị ví dụ là con ACB hôm nay bên Quang bán rồi nè. À, bên Quang mua nó ở đâu? Bên Quang mua nó ở ngay cái giá là cỡ là 26.7, anh chị đều biết mà. Hệ thống bên mình hôm đợt là có đi vào bắt đáy một lần, tức là bắt đáy gần đây thôi, mới là thứ 6 tuần trước, thứ 2, thứ 3 là bên mình vào, bên mình bắt đáy thử một ít để chi? Để mình coi thử là thị trường này nó tạo đáy hay chưa. Tại vì bên Quang nói với chị rồi, bên Quang đã bán rất mạnh từ đúng đỉnh nha, bán rất mạnh từ đúng trên đỉnh lên đây. Nhưng mà xuống dưới đây thì bên chúng ta làm gì? Bên chúng ta cược thử một ít ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè. À, là bắt đầu từ thứ 6 tuần trước nè, thứ 2 nè, thứ 3 nè, là bên mình vào bắt 3 phiên này để chi? Để bên mình cực thử là chỗ này coi có hồi lại được không khi thị trường mình nó xuống đây và nó đã có bùng nổ khối lượng lớn, đúng không? Thì bên mình cực thử một ít hàng. Thì đương nhiên rồi, khi chúng ta bắt sao thì chúng ta sẽ có những cái khoản lỗ, khi thị trường nó rơi chắc chắn là lỗ rồi, không thể không lỗ được, đúng không chị? Làm gì có chuyện không lỗ, đúng không? Tại vì đã mua là chắc chắn phải lỗ, mà lỗ thì sao? Thì lỗ thì chúng ta phải cắt lỗ, đúng không? Thì cái vị thế này là mua sát ở đây thì đương nhiên qua đây lũng thì sao? Thì cắt lỗ, đúng không? Vì cái việc điểm mua là bao nhiêu? Điểm mua là 24.7, 24.8. Thì bây giờ nó mất tới tận là 24, mất 24 năm rồi. Thì chúng ta đơn giản là chúng ta hót hàng và chúng ta ra, chúng ta chờ một cái trận mới. Hay hôm bữa chúng ta có con BR chẳng hạn, đúng không? Anh chị thấy BR xuống 18.9 luôn. Hôm bữa anh chị biết bên Quang mua đâu không? Bên Quang mua ở giá ngay đây nè, 20.8, 20.9 ngay chỗ này. Mua xong hàng qua đây cây này lũng.
hàng qua đây cái này lỗ luôn, thì bên Quang bán ở chỗ là 20.3, 20.2, lỗ cỡ là 2%. Đúng không? Vậy quan điểm của Quang đó là gì? Quan điểm của Quang, Quang sẽ đọc lại cho anh chị cái quan điểm này về cái việc là lỗ dưới 700 nha. Đây, Quang sẽ nói với anh chị và hôm nay cũng có anh chị hỏi cái câu khá là hay. Anh chị mình hỏi cái câu khá là hay ở đây. Quang sẽ đọc lại cho anh chị, Quang có trả lời với anh chị luôn nè, thì nó sẽ đúng với cái ý này luôn. Đó gì? Đó là có anh chị hỏi Quang cổ lũng hỗ trợ âm 6%, hiện tại là đang âm 2%, đúng không? Thì một chiều nó hót hầu lại thì có bán cắt lỗ không em? Nó tức là ở đây thì Quang sẽ nói với anh chị một cái ý như thế nào. Nó hơi lệch lệch tí xíu nhưng mà nó cũng giống giống vậy thôi. Đó là gì? Một vấn đề Quang đã chắc chắn là anh chị quan tâm, đó là anh chị đang lỗ 6-700 hoặc là 5-600 gì đó, sau đó cổ phiếu nó hồi lại, đúng không? Thì Quang sẽ nói với anh chị đó là bán. Hồi xưa giờ Quang đầu tư với anh chị từ năm Quang bắt đầu đầu tư nha, từ năm 2019 cho tới bây giờ, thì Quang bắt đầu mở cái nhóm nhà Quang Channel này vào năm 2021 cho tới bây giờ nha, thì mình đều trả lời với anh chị một chữ thôi, đó là bán. Mình chỉ trả lời với anh chị hơn một chữ, đó là bán. Sai thì bán, sai thì ra, nhất là hụt hỗ trợ, đúng không? Vì sao? Vì nếu sau này mã đó đẹp nha, nó ok lại, qua nó hiệp với anh chị một tuần sau mình mua lại, hai tuần sau mình mua lại, mình phục hồi với nó ngay lập tức, nhưng mình không cược, nhưng mình không gồng lỗ. Vì sao anh chị biết không? Vì nếu anh chị cứ gồng lỗ hoặc là anh chị nuôi sự hy vọng là chắc chắn anh chị chỉ có lỗ nặng hơn thôi, chứ không bao giờ anh chị là ít hơn. Ví dụ ở đây ngoài cho anh chị thấy hai cái ví dụ thực tế nè. Đầu tiên anh chị nhìn con HCM đi, cũng là HCM luôn nè, quay lại HCM cho anh chị mình coi nè. Đây là những anh chị lỗ dưới 700, anh chị lưu ý nha. Ví dụ anh chị thấy nha, khi anh chị mua tại cái giá này đúng không, thì nó rớt xuống đây trong ngắn hạn anh chị lỗ nhiều, anh chị lỗ thành mười mấy phần trăm, mười. Ở đây qua cho đo lại nha, ở đây qua đo lại nè, đây qua đây nha, rồi đây nè, để vô nè, thì lỗ là 10% đúng không, lỗ 10%. Thì anh chị thấy là lỗ 10% anh chị không kịp bán thì anh chị làm gì? Anh chị không kịp bán thì anh chị gán gồng, đúng không? Nhưng mà anh chị có nhớ trong mỗi cái buổi livestream của Quang ở trên kênh Nhật Quang Channel hàng ngày, mình có livestream với anh chị trên cái sự kiện phát trực tiếp nè, mình đều nói với anh chị về những cái điểm stop loss, đúng không? Dù mình có view tích cực nhưng mình luôn nói với anh chị sai là phải bán, sai là phải đi ra. Vì sao? Vì chúng ta đầu tư là chúng ta tìm cái điểm chúng ta đi vào, thì chắc chắn chúng ta cũng phải tìm cái điểm chúng ta đi ra, đúng không? Chứ chẳng lẽ chúng ta đầu tư chúng ta chỉ có mua, chúng ta không biết bán, đúng không? Ví dụ anh chị mình làm gì? Anh chị nói nha, ở trên chứng khoán này anh chia sẻ với anh chị thiệt sự, đó là anh chị có thể bán, chứ ở ngoài đời chị không bán được đâu. Và ở đây nè, đơn giản vậy thôi, một tí một ví dụ sao? Anh chị thấy 10% không? Thì cái chỗ này đợt đó có mấy anh chị hỏi qua xuống đây bán không em? Qua kia anh chị gán thôi, cầm đi, cầm xuống tới đây bán gì nữa, đúng không? Lũng hỗ trợ anh chị phải cắt ngay. Mà bây giờ anh chị không cắt thì xuống đây nó sẽ hồi lại. Thì anh chị biết nó hồi lên đây nè, là nó tăng lại được bao nhiêu? Tăng lại được 5%, vậy thì tức là từ trên đây xuống đây chỉ còn lỗ cỡ 5% thôi, đúng không? Thì bán không? Bán, đúng không? Là lỗ dưới 700 mà, thì bán liền, đúng không? Nhưng mà không bán chị biết không, nó rơi thêm nữa, và bây giờ lỗ thành bao nhiêu rồi? Lỗ thành 15%, đúng không? Hiện tại đo từ trên đỉnh xuống nha, 17% luôn rồi chứ không phải 15% nữa, 17% luôn rồi nè. Thì cái chỗ này qua nói với anh chị như thế này, đó là gì? Đó là khi chúng ta lỗ dưới 700 á, thì cái quy tắc cắt lỗ xưa giờ mỗi nhóm sẽ khác nhau, nhưng nhóm quan quy định đó là 7% là phải cắt toàn bộ. Vì sao? Vì chúng ta có thể làm lại, chúng ta chỉ cần giữ được vốn thôi, chúng ta có thể làm lại, chứ không thể nào chúng ta cược hết tất cả vào trong đó. Vì chúng ta biết trên thị trường chứng khoán nó rất là khắc nghiệt, và anh chị thấy có cái gì đó khắc nghiệt nhất ở đây, đó là con VIX, một cái ví dụ mà Quang cho anh chị mình coi liên tục này, hôm qua qua mới ví dụ trong video luôn, giờ mình ví dụ lại. Đó là gì? Đó là cái con này mình chia sẻ hiệp với anh chị hệ thống bên Quang đợt đi theo dòng tiền cho ok nè. Thì chỗ này nè, thế chỗ này mình mua vào, thì cái cây này nè là cái cây lũng hết nền, lũng hỗ trợ ngay đây nè, mình báo với anh chị cắt lỗ toàn bộ, lỗ 700, lỗ 700, mình chia sẻ với anh chị đâu có gì giấu đâu, đúng không? Lỗ 700 ở chỗ này, mình nói với anh chị mình mua cây này luôn nè, qua đây lũng nền, lũng hỗ trợ, mình cắt lỗ 700, đúng không? Thì chị biết nếu không cắt lỗ nha, hiện tại chị đo từ cái chỗ này mà từ cái cây cắt lỗ xuống đây nè, lỗ thêm bao nhiêu trăm, lỗ thêm xương xương có 16% thôi, là lỗ thành 20 mấy % rồi, 24-25% rồi, đúng không? Đây là 16%, đây là 16%, và bây giờ anh chị biết nó giá bao nhiêu không? Giá 9.7, mà dưới giá 10.000 được gọi là gì? Dưới giá 10.000 được gọi là penny, đúng không? Penny bây giờ đơn vị giao dịch của nó là bao nhiêu? Là 0.01 một đơn vị, chứ không phải là 0.05 như thế này, mà là 0.01 một đơn vị, tức là 9.71, 9.72, 9.73, cực kỳ nhỏ luôn rồi, vì nó là penny. Và anh chị biết một điều, đó là trên chứng khoán chúng ta khác với ở ngoài đời chúng ta một điều, đó là anh chị biết điều gì không? Đó là trên chứng khoán anh chị có quyền làm lại bất cứ lúc nào. Khi anh chị sai, anh chị có quyền cắt lỗ. Khi anh chị sai, anh chị có quyền hót hàng. Ví dụ đây là VIX, ngay chỗ này là giá 7 đi. Vậy theo anh chị, nếu anh chị cầm hàng VIX giá 13 sao? Anh chị không cắt lỗ đúng không? Thì bây giờ anh chị thấy anh chị lỗ bao nhiêu trăm từ trên đây xuống đây nha. Thì chị mình đang lỗ khoảng là 20 đây xuống đây chứ nhầm. Xuống đây anh chị đang lỗ 27%, đúng không? Thì tiếp tục cầm từ trên cái giá đỉnh trên đây nè, cái đỉnh này đợt đó cũng nhiều người cầm lắm nha. Và nhất quyết không chịu cắt
cắt lỗ là cái đỉnh giá 16. Thì từ 16 bây giờ còn cái giá chính thì bao nhiêu? Gần chia 50% tài khoản chưa? Nè, zoom ra cho anh chị coi nè. Xuống tới đây là lỗ bao nhiêu? Lỗ 42% rồi, anh chị có về bờ được không? Không, nhưng anh chị phải biết nha, trên chứng khoán anh chị có thể bán bất cứ lúc nào đúng không? Nhưng ví dụ anh chị đem 1 tỷ đi, anh chị vô đây anh chị đầu tư, anh chị không cắt lỗ, anh chị lỗ 400 mấy chục triệu đúng không? Ví dụ ở đây anh chị lỗ 70 triệu thôi, ví dụ anh chị mua ra đây theo hệ thống sai chỗ này, cắt lỗ 70 triệu. Nhưng nếu anh chị đem 1 tỷ ra ngoài đời, chúng ta đi đầu tư cái gì? Ví dụ như chúng ta đi mua, chúng ta đi làm gì ta? Ra một cái cửa hàng cà phê đi. Thì ví dụ như anh chị bán cà phê ế quá không ai mua, anh chị ra một cái cửa hàng tiện lợi đi, anh chị bán ế quá không ai mua, anh chị ra 1 tỷ đúng không? Thì chị đều biết, đó là trừ khi chúng ta đi làm gì, làm kỹ sư, bác sĩ gì đó, hay là làm các cái chức vụ ngành nghề thì chúng ta mới không có cái vấn đề là thiệt hại về vốn. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần ra chúng ta khởi nghiệp thôi, thì anh chị đều biết đó là khi chúng ta mua đồ mới thì chúng ta nhập về nó là bao nhiêu? Nó là 1 tỷ chặt. Và cái đồ nó rất là mắc vì đồ mới không. Nhưng khi mà chúng ta thất bại thì nó sẽ tốn cái gì? Thứ nhất là chi phí nhân công, thứ hai là chi phí mặt bằng, thứ ba là gì? Thứ ba là chi phí nguyên nhiên liệu đúng không? Và chi phí thời gian. Thì khi chúng ta sang mặt bằng nó còn tốn thêm cái gì? Đó là chi phí chuyển nhượng. Và cái chuyển nhượng này thường nó tụt 10 lần đúng không? 5 tới 10 lần. Bản thân Quang cũng đã từng kinh doanh tiệm net, mình ra cái gaming house thì mình cũng biết được điều đó. Đó là khi mình nhập linh kiện về nó giá rất là mắc. Đó, có những cái bàn phím nha, nhặt về là giá 1 triệu mấy một cái bàn phím, nhưng mà tới lúc mà đi bán sang tiệm lại anh chị biết nhiêu không? Bán sang tiệm lại có 100-200 ngàn, không 100-200 ngàn mà nó còn không chịu mua nữa chứ, không, nó đầu trả xuống dưới 100 ngàn một cái bàn phím, trong khi hồi mua giá 1 triệu đúng không? Thì tương tự như vậy, khi anh chị qua ra một cái quán cà phê sao thì anh chị mình nhập bàn, nhập ghế, nhập trang trí gì á, không, thì tốn cả 100 triệu, hàng trăm triệu là chuyện bình thường, thì 1 tỷ ra đó đúng không? Thêm tiền mặt bằng đồ, nhưng mà chị sang quán lại cao lắm được 200 triệu là nhiều đúng không anh chị? Thì đó, thì qua chia sẻ với anh chị là gì? Đó là khi đầu tư trên thị trường thì cũng phải biết dừng lỗ. Vì sao? Vì trên đây anh chị được quyền bán không? Anh chị được quyền bán thoải mái đúng không? Anh chị đâu có phải là anh chị không bán được. Ở ngoài đời chúng ta khi mà chúng ta kinh doanh á, chúng ta thất bại á, gần như là gì? Gần như là không ai mua cả, và toàn là đem bán dây chai không, đúng không? Nhưng mà trên chứng khoán này chúng ta có hệ sai thì chúng ta có hệ sửa. Thì cái mức độ sửa ở đây quan nói với anh chị là gì? Là với những anh chị lỗ từ 7% trở xuống thì thật sự anh chị nên cân nhắc cái việc đó là gì? Nếu mà cổ phiếu nó đã vi phạm những cái hậu trợ, nó những vi phạm những cái vấn đề nào đó, thì tốt nhất chúng ta xử lý nó là ok nhất. Chúng ta nên xử lý chứ không nên chúng ta gộc lỗ. Và đặc biệt là khi đã vi phạm rồi nha, ví dụ trường hợp hôm nay bên Quang là hot cái con visa, Quang báo với anh chị là ai mà chưa bán hôm nay bán cho Quang đi. Đó là gì? Đó là hôm qua anh chị đều biết đó là con này lũng 34. Thì Quang đặt cho anh chị cái quy tắc là gì? Là hàng ngày mình đều nói với anh chị mình mua nó đây đúng không? Mình mua nó đây đúng không? Thì mình mua nó hai cái giá này nè, là hai cái giá rất thấp rồi, là ba giá test nè đúng không? Đánh vào red lên nè, test lại hai cái rất đẹp là mua bao nhiêu? Là mua khoảng là 34.3 cho tới khoảng cái khúc này là 34.1 là khoảng phước mai đây nha. Mà hàng qua đây lũng 34 thì anh chị phải cắt lỗ cho Quang. Thì anh chị cứ lũng 34 anh chị cắt đúng không? Thì khi lũng 34 anh chị lỗ nhiêu phần trăm? Thật ra anh chị chỉ lỗ có 2-3% thôi, là anh chị đường cắt còn ngon nữa đúng không? Nhưng mà nếu lỡ cắt không kịp ngày hôm qua thì sao? Thì bây giờ sáng nay có hồi lại không anh chị? Chiều nay có hồi lên anh chị? Thì nó hồi mấy lần trên giá 33 mấy trên đây nè, thì bán giá xanh có phải ngon không anh chị? Bán xong thì bây giờ nó tụt nữa thì chị thấy đỡ khổ không? Đỡ không? Thì nói chung đã sai thì phải chấp nhận cắt lỗ, chứ nó hồi lên giống như cái câu này qua nói với anh chị á, không bán là nó rơi tiếp, và nó rơi tiếp là chúng ta nằm dưới đây nè, và khi nằm dưới đây nè chúng ta phải cắt lỗ nặng hơn. Vậy thì chị hết bán cái chỗ nào ok hơn đúng không? Nên quan điểm của Quang, đầu tư của Quang đó là gì? Đó là không nên cược cái vận may của mình vào bất cứ cái gì cả. Nếu đã sai thì phải hốt hàng, nếu đã sai thì phải bán ra. Và đặc biệt là gì? Là chỉ là lỗ quanh phạm vi 7-8% trở xuống thôi nha, chứ không phải là lỗ nặng. Vì anh chị phải biết là lỗ như thế này bán vẫn chấp nhận được đúng không? Nhưng mà giờ lỗ 15% mà bán gì nữa đúng không? Thì đây là cái vấn đề đầu tiên nè, là cái vấn đề sai là phải bán nha. Ví dụ hôm qua có một anh khách hàng nha, có một anh khách hàng là có chụp cho Quang là anh đó anh cắt lỗ vì sai, và anh đặt cái lệnh là stop order, là anh đặt anh bán vì sai nè, thấy không? Thì anh bán anh hốt vì sai, thật ra anh lỗ có nhiêu, có 2 mấy phần trăm thôi. Tại vì sao? Tại vì cái giá bên mình chị được biết á, là khi đi bắt đáy là chúng ta đã mua rất thấp, mà chúng ta đã mua rất thấp mà cổ phiếu còn lỗ, vậy chứng tỏ là gì? Câu Quang hay nói với anh chị á, tổ chức cá mập nó chưa cho ăn, mà nó chưa cho ăn thì sao? Thì nó sẽ rơi tiếp, mà nó rơi tiếp thì sao? Thì phải bán đúng không? Thì đó, chúng ta dừng lỗ được, chứ không phải là trong cuộc sống thậm chí còn không dừng lỗ được luôn. Thì cái này anh chị mình đang giữ hàng mà lỗ dưới 700 á, anh chị cân nhắc điều đó. Còn anh chị muốn quyết định một cách chính xác hơn, anh chị muốn Quang cân nhắc kỹ hơn cho anh chị có thể nhắn tin ngay với Quang, và sẽ hướng dẫn cho anh chị với những anh chị mà lỗ dưới 700 hoặc quanh 700 nha. Trong giai đoạn này rất là nhạy cảm. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai đó là những anh chị lỗ trên 10-15% trở lên. Ví dụ những con mít cá, con blue chip đi, là lỗ 100%. Blue chip là lỗ 100% nha, blue chip là lỗ 100%. Nhưng những cổ phiếu mít cáp thì lỗ trên 15% rất là nhiều. Đặc biệt ví dụ chị thấy là SSI đi, anh chị lỗ nhiều 100%.
ở đất ai phải 1500 rồi đúng không? Visa anh chị lỗ nhiều 100, Visa mà tính là mua giá 37 nha, rất nhiều anh chị mua 37 đúng không? Quan kể cho anh chị nghe, đó là bên mình bán ở đâu? Bên mình bán ngay 37 nè. À, đợt đó bên mình bắt đáy nó bên đây nè, bắt nó bên đây nè, bắt hai chỗ này nè, sau đó lên 37 mình chốt lời hả. Thì đương nhiên bên đây mình thử lại thì mình đã bị lỗ 2-3% rồi, nhưng cái này là hiện tại thôi, còn trên đây là mình bán trên đây. Nhưng đợt đó thì có nhiều anh chị kỳ vọng về cái gì? Sóng chứng khoán, anh chị kỳ vọng cái gì? Nâng hạn thị trường và chị mua nó trên đây đúng không? Thì từ trên đây xuống đây anh chị đang lỗ bao nhiêu trăm, thì anh chị đang lỗ 13%. Đó là ví dụ trường hợp VSA. Tương tự thì chúng ta cũng có những cái con như là con nhà từ Lim này chẳng hạn đúng không, là từ trên đỉnh xuống đây là anh chị mình đợt kỳ vọng sóng bất động sản á, anh chị mình lỗ là 19%, anh chị lỗ 19% rất là nhiều, nói chung là trên 15% nhiều lắm. Vì cái vấn đề ở đây là gì? Cái vấn đề ở đây đó là anh chị mình lỗ 19%, hoặc là những anh chị mình kẹt con DIG đúng không? Khách hàng bên mình vẫn có anh chị mình giữ DIG đúng không? Và chị giữ ở đâu? Anh chị giữ từ cái đợt kỳ vọng bất động sản đợt trước là đợt tháng 8. Ví dụ kỳ vọng đợt tháng 8 thì từ tháng 8 tới bây giờ anh chị đang lỗ bao nhiêu trăm? Anh chị đang lỗ 21% và đâu về bờ được đâu, đúng không? Tiếp tục anh chị lờ kẹt từ đây xuống đây là cái đợt kỳ vọng bất động sản tiếp lần thứ hai, đó là tháng 10. Thì đợt tháng 10 này anh chị đang lỗ 16%, đúng không? Nói chung là anh chị lỗ rất là nặng, còn chưa kể với những anh chị kẹt tuốt trên đây nữa thì lỗ còn kinh khủng hơn. Thì lời khuyên của Quang là gì? Đó là những anh chị mà lỗ trên 15% rồi thì thật sự với bản thân mình thì mình không dám cắt lỗ như vậy. Đó, bản thân mình thì mình không bao giờ để cái tài khoản mình lỗ tới mức là 15-16%. Như Quang nói với anh chị, đúng 700 Quang cắt cái bụp là xong, cứ 700 là Quang cắt. Để chi? Để Quang còn tiền Quang làm lại. Nhưng mà bây giờ lỡ như là anh chị mình đã lỡ cầm tới mức là âm mười mấy phần trăm thì sao? Ví dụ anh chị thấy đây là cái tài khoản của một anh khách hàng có gửi cho Quang coi, thì anh đó là bận, nói chung là anh đó anh nói là anh bận, anh không có thời gian coi bản điên. Thì khi anh mở ra anh thấy là thị trường rơi tan nát. Ví dụ anh chị thấy là BR nè, không âm tới 18% nè, BR âm 18% là từ giá nào anh chị biết không? 18% là từ tuốt trên đỉnh nè. Đó, anh đó hổng quan giận sao? Ví dụ anh chị thấy những cái cổ phiếu này âm cũng mười mấy phần trăm rất là nhiều đúng không? Thì bây giờ sao? Đương nhiên rồi, đó là Quang nói với anh chị là âm từ 15 mười mấy trở lên thì thôi, tốt nhất là thôi đừng bán nữa. Mà chúng ta hãy làm gì? Đó là chúng ta hãy áp dụng cái biện pháp mà hệ thống Minh Quang đã từng chia sẻ với anh chị nhà đầu tư rất là nhiều, đó là trading T0 nha. Trading T0 là gì? Là cái biện pháp anh chị lướt trong phiên dựa theo cái nhóm phái sinh Minh Quang đang chia sẻ với anh chị. Phái sinh Minh Quang nè, anh chị nhìn vào cái đồ thị phái sinh anh chị sẽ thấy nè, Minh Quang kể cho anh chị rất rõ ràng về những cái động thái nè anh chị thấy không? Đây là cái động thái gì? Ví dụ khúc ngay đây đi anh chị, đây là cái động thái bùng nổ và kéo lên của cổ phiếu đúng không? Thì khi nó bùng nổ lên thì rõ ràng anh chị mình đang có hàng chị giữ bình thường, anh chị mình đang giữ cổ phiếu. Ví dụ anh chị thấy cái danh mục này của anh khách hàng ở đây là anh đã đang cầm 55.000 cổ phiếu BR. Thì khi anh đã đang cầm 55.000 BR thì lúc đó làm gì? Thì đương nhiên nó đang kéo lên thì mình cầm bình thường, mình không lỗ mà đúng không? Nhưng mà lúc mà anh chị thấy nó bắt đầu nó làm gì nè anh chị, nè anh chị thấy cái mạnh không? Mới kệ có gì đâu, tại vì cổ mình nó đâu có lên bao nhiêu. Nhưng mà lúc đó anh Quang nhớ không nhầm là con BR nó đang ở giá khoảng là 19.3 nè, 19.3, 19.4 ngay chỗ này đó. Thì bây giờ nó làm sao? Đó là bây giờ cái Quang cập nhật với anh chị là gì? Đâu cái hình đâu rồi? Đây đúng rồi nè anh chị thấy không? Bất ngờ ở chỗ này nè, đó chị thấy nó đang cái mà nó bất ngờ rơi xuống cái bụp. Thì khi cổ phiếu nó quay đầu và nó rất mạnh xuống, lúc đó Quang nói với anh chị cái câu vui á, đó là hần sọt nó tán vô đầu hần long cái bóp đúng không? Đó là Quang nói với anh chị chỗ này nè. Thì khi như vậy anh chị làm gì? Anh chị áp dụng ngay cái biện pháp T0 giúp Quang, là cái tài khoản mình lỗ nặng rồi nhưng mà mình đang có là bao nhiêu? 55.000 cổ phiếu. Vậy thì lúc đó mình bán ra 25.000 đi, mình bán ra 25.000 mà giá lúc đó hình như là 19.3 đi, cho 19.3 thôi. Thì ví dụ ở đây là con BR, đây là những cái T0 qua hướng dẫn cho anh chị vào đợt sập tháng 8 nè, vẫn còn luôn nè anh chị. Vậy bây giờ qua hướng dẫn với anh chị lại từ đầu nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ngày hôm nay là ngày 15 tháng 11 để hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư chúng ta nha. 15 tháng 11 nè, 15 tháng 11 nè, ở 15 tháng 11 2024 nè, đó. Rồi sao? Thì mình sẽ kè cái ngày xuống. Thì số cổ phiếu bây giờ mình là 55.000 cổ đúng không? Thì cái số cổ phiếu đầu tiên đó là mình sẽ nói là hôm nay mình sẽ bán ra bao nhiêu? Là 25.000 cổ. Lúc mà mình vừa thấy Quang cập nhật với anh chị là nó tan cái bóp này thì làm gì? Thì đơn giản thôi, đó là chúng ta bán ra 25.000 cổ giá bao nhiêu? Giá 19.3. Giá 19.3 anh chị bán ra ngay lập tức giúp Quang. Thì khi anh chị biết là gì? Khi phái sinh á mà nó rơi và được Quang nói với anh chị là chỗ này không ok, chỗ này có vấn đề gì đó, nghịch lý gì đó, thì trong phiên Quang sẽ là người cái tư vấn anh chị điều đó nha. Thì anh chị thấy điều đó anh chị làm gì? Anh chị bán xong thì một hồi nó rơi xuống thì đơn giản thôi nè, anh chị thấy nó rơi đó mà chị thấy nó rơi kinh không? Thì khi anh chị thấy nó rơi mạnh như vậy thì tức khắc cái cổ phiếu BR nè bên đây nè nó sẽ rơi heo. Và khi nó rơi xuống lũng 19, ví dụ 18.9 đi, thì anh chị mình mua lại 25.000 anh chị đã bán ra ha, mua lại 25.000 nha, là anh chị mua lại 25.000 cổ phiếu đó là giá nhiêu? Nhầm, giá đây là giá 18.9, anh chị mua lại 25.000 đó, thì tự động anh chị sẽ lời được 10 triệu đồng.
anh chị sẽ lời được 10 triệu đồng thay vì anh chị phải gồng lỗ một cái khoản lỗ là bao nhiêu, 18%, thì có phải anh chị lúc đó anh chị sẽ lướt nhẹ được một tí xíu không? Ở đây qua đang nói với anh chị là cái trường hợp anh chị lỗ từ 15% trở lên. Thì nếu anh chị không hiểu cái vấn đề T0 này nè, anh chị là những anh chị mình coi trên kênh nhà qua channel Quang hàng ngày á, mà anh chị không hiểu về T0, anh chị đây lần đầu tiên anh chị biết á, anh chị có thể nhắn tin riêng với bé trợ lý Trúc Vy hoặc là trợ lý Như Hảo, thì bạn sẽ gửi cho anh chị cái video hướng dẫn chi tiết về cái T0. Thì cái T0 là gì? Là cái biện pháp, Quang sẽ giải thích sơ với anh chị nha, là cái biện pháp lướt trong cái khoản hàng đang lỗ, và đặc biệt ở khoản hàng này là khoản hàng gì? Như qua nói với anh chị là lỗ từ 10% trở lên với blue chip và 15% trở lên với các cổ phiếu mid cap. Thì ở đây ví dụ con BR là lỗ 18% rồi, thì khi anh chị cắt lỗ ra anh chị sẽ lỗ rất là nàng, đúng không? Anh chị sẽ lỗ rất là nàng luôn. Vậy thì cắt làm gì? Chắc chắn là không nên cắt, móc nó cũng lên lại thôi, nhưng đó là bao lâu? Có thể là 3 tháng, cũng có thể là 5 tháng, thì nó cũng sẽ bò lên lại. Nhưng khi nó bò lên lại, chúng ta liệu chúng ta có thể chịu nổi cho tới lúc đó không? Và nói với anh chị là chắc chắn là không, đúng không? Chắc chắn là không. Vậy chúng ta hãy làm một cái biện pháp, đó là dựa vào cái xu thế giao dịch trong phiên của nó để chúng ta kiếm những cái khoản lợi nhuận trên lệch nhỏ. 50 triệu cũng là một cái khoản gọi là gỡ gì? Nhẹ nhàng, đúng không? Ví dụ anh chị thấy nha, ví dụ BR đi. Khi anh chị mình, đây, mình sẽ kể cho anh chị. Khi anh chị mình bán ở cái giá 19.3 ngày chỗ này đi, anh chị bán ở chỗ 19.3 đúng không? 19.3 anh chị bán ra là 25k. Thì khi anh chị bán ra 25k ở giá 19.3 này nè, thì có phải là cái tài khoản anh chị lúc đó, ví dụ anh khách này đi, là 55k, thì anh còn lại là 30k đúng không? 30k, còn lại 30k và một cục tiền, một cục cash đúng không? Một cục cash là cái cục mà vừa bán ra là cắt lỗ, coi như là cắt lỗ đi đúng không? Thì một cái cục cash vừa cắt ra, đó, một cái cục tiền cắt ra. Thì khi anh chị cắt ra, thì khi cổ phiếu nó giảm từ 19.3 xuống giá 18.9 thì sao? Thì có phải lúc đó cái tài khoản anh chị nó chỉ cái gì giảm thôi? Cái gì giảm? Đó là cái cục 30k này nè, nó sẽ trượt giá từ 19.3 xuống 18.9 đúng không? Thì đó nó chỉ trượt có điểm này thôi. Còn cái cục cát này nó có giảm không? Không, nó đi ngang, nó bằng đúng không? Nó sẽ là gì? Nó sẽ là dấu bằng. Tại vì sao? Tại vì nó đâu có rơi không? Tiền thì làm sao giảm được đúng không? Cầm tiền mặt sao giảm được? Thì có phải xuống dưới đây khi anh chị mua lại giá 18.9, ví dụ trường hợp xấu hơn là còn giá hơn nữa đúng không? Thì nói chung cứ mua lại thôi. Thì anh chị mình mua lại thì sao? Thì anh chị mình mua lại cái cục cát này, có phải là anh chị sẽ dôi ra được trên lệch cái gì? Trên lệch giữa 18.9 và ở trước đó là bao nhiêu? Là 19.3. 19.3 trừ cho 18.9 là anh chị sẽ dư ra được bao nhiêu? Dư ra được 0.4, hay nói cách khác là bao nhiêu? Là 400 đồng đúng không? Là 400 đồng. Thì đó là cái cách trading T0 đó anh chị, là dư ra được 400 đồng. Là cái đó là cái biện pháp anh chị lợi dụng cái khoản hàng anh chị đang lỗ. Chắc chắn rồi, đang lỗ nặng như thế này mà bây giờ bán cái gì đúng không? Qua nói anh chị cắt là cắt như thế nào? Là cắt như ví dụ anh chị đã thấy cái con anh chị vi phạm đi, ví dụ anh chị thấy con VSC vi phạm đi, không âm được cái điểm nào đó, ví dụ nó sập, nó lũng hỗ trợ hay gì đó, nhưng mà ở đây nó chưa lũng thì ok anh chị giữ được. Nhưng ví dụ nay mai đi nó lên trên đây anh chị bán, hoặc là trường hợp nó xấu nó như thế này sao, không thì anh chị mình ví dụ anh chị bắt ngay chỗ này nè, nó lũng hỗ trợ anh chị bán không? Thì đương nhiên là bán. Cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Là trường hợp gì? Là cái trường hợp cắt khi lỗ 7% trở xuống, khi nó vi phạm một cái gì đó mà chúng ta không chịu được, hoặc chúng ta thấy là nó lũng hỗ trợ lớn thì chúng ta cắt lỗ, là chúng ta cắt luôn, chúng ta không giữ. Nhưng bây giờ cái trường hợp là chúng ta đã lỡ gồng lỗ rồi thì thôi, chúng ta đừng bán nữa, mà chúng ta hãy áp dụng cái biện pháp trading T0 này. Và thường thường thì qua sẽ hướng dẫn anh chị khách hàng trong phiên, đôi khi chúng ta sẽ trading buổi sáng, đôi khi là anh chị mình quen, đôi khi anh chị tự trading theo cái nhóm này luôn cũng được. Là gì? Là anh chị nhìn cái phái sinh nè, anh chị sẽ biết cổ phiếu anh chị nó đang rơi hay nó đang kéo, anh chị sẽ biết là tí xíu nó sẽ thế nào, xác suất là cũng phải 80% trở lên, đúng không? Thì qua sẽ chia sẻ với anh chị là những anh chị lỗ nặng trở lên á, anh chị hãy làm biện pháp này đi, chứ đừng cắt lỗ, cắt là anh chị cục tài khoản hết. Ví dụ tài khoản này đi, qua khuyến nghị với anh chị là gì? Đó là lướt con BR nè, gọi là lướt con VX nè, đảm bảo anh chị lướt hai con này là ngon lắm á nha. Còn cái con HHV đi thì cũng lỗ 10 mấy % mà đúng không? Lỗ 10 mấy % này nè thì cũng lướt được bình thường thôi. Bây giờ thật ra cắt ra sợ ngay đáy đúng không? Anh chị cắt lỗ, anh chị sợ ngay đáy. Ôi, ai chả sợ ngay đáy, làm sao biết đây có phải là đáy hay không? Đâu biết được. Nhưng mà lỡ nó rơi nữa thì sao? Vậy thì chúng ta lợi dụng, chúng ta lướt. Mà cái trong phiên á, anh chị phải biết cái cổ phiếu anh chị lên hay xuống á, nó sẽ được thể hiện qua cái nhóm phái sinh, qua cái gì? Qua cái đồ thị này, và qua những cái biến động cung cầu của trong cái phái sinh này à. Nó sẽ ảnh hưởng ra cơ sở trong cái phạm vi nhất định. Thì lúc đó chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định, đúng không? Thì Quang sẽ báo với anh chị. Thì nếu anh chị nhà đầu tư chúng ta đang lỗ nặng, à, lỗ nặng 10 mấy % trở lên mà anh chị không biết phải làm gì, thì qua khuyến nghị với anh chị là xử lý cái khoản lỗ theo cái cách Quang đang chia sẻ với anh chị qua cái việc trading T0, lướt trong phiên. Ví dụ anh chị thấy con DG đi, một cái ví dụ mà rất là thường xuyên Quang ví dụ với anh chị trong đợt trước đúng không? Trong những cái đợt sập trước mình cũng nói với anh chị đó là gì? Đó là những cái con này nè, thì mình hay nói với anh chị là ví dụ anh chị kẹt trên giá 25 qua đố anh chị về bờ được, anh chị kẹt trên giá 28 qua đố anh chị về bờ được, anh chị kẹt trên giá 32
Nó thiệt với anh chị nha, khỏi về bờ. Đúng không? Là những anh chị kẹt rất lâu rồi. Anh chị mình nghe câu này cũng quan chắc là cũng lúc đầu thì nghe hơi tự ái. Nhưng mà anh chị sau này anh chị nghe quá, anh chị nói cũng đúng mà, có khác gì đâu. Lúc đó mà nói với anh chị ra hôm nay nè, anh chị tê không đi, anh chị cắt ra thì nó cũng đâu có lên được đâu, đúng không? Anh chị cắt ra thì chị làm gì, chị tan nát thôi, và anh chị tiếc anh chị mua lại chị cũng lỗ à. Thôi chị lướt tê không đi, đúng không? Xuống đây Quang cũng nói với anh chị câu đó, xuống đây Quang cũng nói với anh chị câu đó. Vì sao? Vì anh chị kẹn đây anh chị không về bao được đâu. Đó, ví dụ ngắn hạn chẳng phải tính bằng năm, tháng tư bây giờ qua chuẩn bị qua hết năm rồi, đúng không? Có về bao được đâu, đúng không? Trên kia là tháng tư, bây giờ là xuống 20 rồi thì đúng không? Ê, ví dụ anh chị coi con này hôm nay đi, ví dụ anh chị đang có sẵn hàng, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đang hàng, chúng ta đang kẹt ví dụ là 30k trên đây, 30k, và bây giờ sao? Hôm nay có những cái nhịp đạp mạnh xuống, anh chị thấy là cứ lủng 20 là anh rút chân, lủng 20 rút chân, đúng không? Vậy hôm nay lúc nó lủng 20 anh chị vào anh chị mua. Là cái lúc này nè, ví dụ trong cái trường hợp khác đi, anh chị coi cái lúc mà khi thị trường nó hồi lên lại nè, khi anh chị thấy nó kéo lên lại nè, đó anh chị thấy chỗ này không? Khi nó bắt đầu nó bật lên lại anh chị hiểu điều gì? Đó là kiểu gì tí xíu cái thị trường này nó cũng hồi, kiểu gì tí xíu là mọi thứ nó cùng lên, đúng không? Thì anh chị biết như vậy thì lúc mà nó lủng 20 bên đây chị làm gì? Anh chị lao vào anh chị mua. Ví dụ đây là 19.65 hấp nhất thì chị mua là 19 chấm mấy, 19.8 đi, cho anh chị mình mua là 10.000 cổ đi, đi g giá là nhiêu? Giá là 19.8, đúng không? Là cái lúc này đây 19.8 chứ. Đây là chị mua vào cục tài hàng, đúng không? Sau đó tí xíu ở bên đây phái sinh nó kéo lên nè chị ha, bắt đầu nó lên nè, đó chị hay nó lên không? Chị hay nó lên không? Qua cập nhật liên tục với anh chị đó, chị hay nó lên không? Thì khi nó lên như vậy cái lúc này anh chị nhớ là thị trường mình bắt đầu làm gì? Nó ô lên, nó đua lên. Nhà đầu tư lên, đúng không? Thì con này sẽ rút chân lên trên giá 20. Có những lúc Quang thấy con này rút chân lên giá xanh luôn đó. Đúng không? Lại lên đó nhiều, lên tới cỡ 20 chỗ này nè, cỡ 20.1 đi. Thì chị mình lên đó anh chị thấy à, nó cũng ok, đúng không? Xong tự nhiên qua đây cái nó bắt đầu nó xuất hiện cái gì nè, bắt đầu nè, đúng không? Anh chị thấy không ok, chị thấy nó sụt xuống, anh chị chốt ra. Tức là qua chưa tính tới những trường hợp phía anh chị thấy nó rủ lại, kiểu gì cổ phiếu rơi, đúng không? Bán ra 20.1, hót ra 20.1, anh chị chốt lời ra nha, 20.1. Có phải là anh chị tự nhiên chị sẽ lời được 3 triệu đồng không? Đúng không? Một ngày anh chị làm một lần thôi, một ngày anh chị làm hai lần thôi là anh chị cũng có thể kiếm được 4-5 triệu, 3-4 triệu, 2-3 triệu, 1-2 triệu, có khi 10-10 mấy triệu, đúng không? Qua những cái biên độ này, trong khi mình đang lỗ bao nhiêu, ví dụ là đang lỗ 30%, ví dụ là đang lỗ 40%, thì anh chị có về bờ được không? Có nói thiệt với anh chị nghe nó hơi chua chứ đâu về bờ được đâu, đúng không? Và tốn thời gian 6-7 tháng để làm gì? Ngồi đó gồng lỗ cổ phiếu. Bây giờ đi trung bình giá được không? Thì Quang khuyên thật lòng với anh chị nha, đừng bao giờ trung bình giá. Chắc là khách hàng mình Quang sẽ người là anh chị mình hiểu nhất. Vì nếu anh chị theo dõi cái kênh Nhật Quang Channel mình Quang nè, tính bằng tháng trở lên, tính bằng nửa năm trở lên, thì chị đều biết đó là Quang luôn nói với anh chị một cái điều, đó là tư duy đầu tư hệ thống Minh Quang. Một là cắt lỗ, hai là hồi, chứ tuyệt đối không được trung bình giá. Vì sao? Vì anh chị càng trung bình giá anh chị càng lỗ. Và cái con mà nó để lên được như VTB nè, hay là con XZC nè, thì chỉ vài con thôi, hiếm lắm. Mà cái xác suất anh chị cầm được những cái con mà trung bình giá xong nó tăng cho anh chị về bờ, nó chỉ tính bằng 1/1000 hoặc là 1/100, nói chung 1/100 đã là không ăn thua rồi, đúng không? Giống như mua một con đề mà có 100 con thì làm sao mà ăn được, đúng không? Xác suất anh chị phải mua bao nhiêu lần chị ăn, thì trên chứng khoán là nó là 1/1000 luôn đó, để mà anh chị trung bình giá anh chị về bờ. Và chị càng trung bình giá anh chị càng ra đi, đúng không? Càng trung bình giá anh chị càng ra đi, tưởng ngon mua vào, mua vào xong nó rơi, đúng không? Đặc biệt là bất động sản, đặc biệt là chứng khoán, hay là đặc biệt là gì hết đâu đó, anh chị thấy anh chị càng trung bình là anh chị đi. Nên qua khuyến nghị với anh chị không trung bình giá gì cả. Một, anh chị gồng lỗ luôn đi, mà gồng lỗ luôn chắc chắn sẽ là mất thời gian và tự thiệt hại mình thôi. Thì chị hãy làm gì? Đó là anh chị hãy đánh trading tay không đi. Rất là nhiều ví dụ của Quang và ví dụ dựa trên nhóm phái sinh. Và những khách hàng mà đi theo hệ thống Minh Quang lâu quá nha, là gần như anh chị nhìn vào cái phái sinh này nè, anh chị sẽ biết là nên làm gì luôn á. Quang không cần tư vấn anh chị quá nhiều, chị chỉ cần nhìn hình thôi. Chị nói Quang, ôi cập nhật cái hình phái sinh đi em, lẹ để anh quyết định, đúng không? Đó, thì anh chị nhắn tin Quang qua cái gì? Thì những anh chị mình lỗ nặng lắm, muốn được đi theo cái hướng dẫn này bên Quang để xử lý cái khoản lỗ từ từ. Nói chung là phải từ từ mới được, chứ làm gì cứ một ngày 3 triệu, một ngày 10 triệu. Ví dụ BR hôm nay lướt thành công lắm 10 triệu nữa không? Lỗ bao nhiêu? Lỗ 500 triệu. Lỗ bao nhiêu? Lỗ 100 triệu. Thì chắc chắn việc lỗ rất nặng như thế này nè, thì không thể nào anh chị lướt một ngày anh chị về bờ được, mà phải lướt bao nhiêu? Ví dụ như lỡ full cục 500 triệu này mà phải lướt thành công nha, thì chắc không phải là 50 mấy ngày, mà 50 mấy ngày full thành công nha. Quang nghĩ chắc cũng nếu mà để ok nhất thì chẳng phải lướt cả nửa năm mà mới về bờ được, nhưng ít nhất là còn đỡ hơn cái việc gồng lỗ full, gồng lỗ và không làm gì cả. Bây giờ không bán thì chắc chắn anh chị không bán được, đúng không? Chắc chắn anh chị sẽ sợ. Và chị nói bán ra đây nó hồi sao em, bán đây hết tiền sao em, thì chắc chắn rồi không bán được đâu. Mà không bán được thì phải làm gì? Thì đó, đánh nước ti không đi, chứ đừng có trung bình giá thêm. Vì càng mua càng lỗ, càng lỗ càng mua và càng mua càng lỗ thôi. Thì cái đó là cái vấn đề kế tiếp qua chia sẻ với anh chị, đó là gì? Đó là khi mà lỗ trên
10, 15% trở lên, và đặc biệt là những khoản lỗ nặng mà kẹt từ nhiều cái vòng trước tới bây giờ, thì tốt nhất cứ tiếp tục lướt T0 đi là đẹp nhất. Chứ bây giờ chịu không nổi cắt lỗ ra, cắt xong mấy bữa nó hồi lại thì tức một cục ọc máu thôi. Lưu ý nha. Rồi thì đó là phần lỗ và hành động như thế nào, nguyên nhân và tâm lý thì qua chia sẻ với anh chị tại những lúc này nè. Đôi khi rất là nhiều anh chị mình gồng lỗ cả 4 5 tháng, 6 7 tháng gì đó chị không nổi, chị cắt lỗ là bình thường. Nhưng mà khi mình cắt xong á thì sao? Cắt xong nó lên lại mình tức lắm, rất là tức, rất là ức chế, đúng không? Hà là gì? Là bán sớm khi nó rơi. Thì ok, cái chỗ này qua hay nói với anh chị cứ xử lý luôn đi. Mốt thì anh chị làm gì? Anh chị mua lại có gì đâu, đúng không? Bình thường đầu tư mà. Nhưng mà nếu không xử lý nha, nếu cứ giữ hoài thì tới một lúc nào đó nó sẽ hành làm gì lỗ mười mấy 20% thôi. Và khi lỗ mười mấy 20% thì chúng ta sẽ tự làm khó nhau, tự làm khó gì, khó xử cho bản thân mình thôi. Là bây giờ cắt hay không cắt, tài khoản càng lớn lỗ càng nặng, đúng không? Vốn 10 triệu lỗ 15% là bao nhiêu? Là 1,5 triệu. Vốn 100 triệu là 15 triệu. Vốn hao nhiêu? 1 tỷ thì lỗ 150 triệu. Và vốn 10 tỷ thì lỗ 1,5 tỷ, đúng không? Thì càng cái bội số nó càng cao lên thôi, thì chúng ta sẽ càng khó hơn là bây giờ bán hay không. Bán thì sợ ngay đấy, mà không bán thì nó tiếp cứ chạy hoài thôi. Thì bây giờ lỡ mà lỗ nặng rồi thì sao? Thì lướt trading T0 đi, quan lực chia sẻ và hướng dẫn anh chị hàng ngày mà, đúng không? Trong nhóm nội bộ, nhóm gì? Nhóm nhận qua channel, nhóm VIP. Nếu anh chị mình muốn theo dõi cái phần này và là muốn được gỡ lỗ như theo cái kiểu ấy nè, chứ không phải đi cắt lỗ, không phải gồng lỗ, cứ nhắn tin ngay với trợ lý Trúc Vi và trợ lý Như Hảo, các bạn sẽ tư vấn cái thủ tục để chuyển về Bình Quang nha. Rồi, kế tiếp đó là phần gì? Đó là cái phần kế tiếp là khi nào mua cổ phiếu được, đúng không? Thì chắc chắn rồi, bây giờ anh chị mình thấy là việc bắt đáy nó rủi ro quá, đúng không? Ví dụ như bên mình cũng mới bắt đáy, chia sẻ với anh chị nha, đợt này cũng lỗ 4-500 á. 4-500 nếu anh chị không bán kịp. Còn nếu bán kịp thì chị lỗ 1-200, nó lỗ 1-200 là mình bắt ở đây nè. Sau đó nó sập thì đương nhiên lỗ rồi, đúng không? Thì bắt đáy chắc chắn phải có rủi ro, lúc nào cũng vậy. Qua chia sẻ với anh chị đó, gì đã bắt đáy thì phải chấp nhận rủi ro. Vì sao? Vì chúng ta đang bắt một con dao đang rơi. Nhưng vậy tại sao đi bắt đáy? Đơn giản thôi, vì bắt đáy lợi nhuận rất lớn. Ví dụ anh chị thấy cái gần đây nhất chúng ta có con gì V-Sai nè, đúng không? Cũng là V-Sai thôi, mà bắt được đúng cái đáy bên đây là cái đợt này nè. Anh chị biết từ đây lên đây anh chị lời bao nhiêu không? Anh chị lỗ một lần có thể ra 300-400, đúng không? Nhưng nếu anh chị lời một lần, anh chị lời được 19%. Vậy cái tỷ lệ đó ok không? Từ đây anh chị thấy cái cây này nó đập sàn à. Sau đó qua đây và bữa sau anh chị cần bắt được đúng cái đáy này thôi, anh chị ăn full luôn. À, đó ví dụ V-Sai. Tiếp tục anh chị nhớ có FTS đó, đó hệ thống chúng ta bắt được cái đáy ngay chỗ này nè. Đó, chúng ta canh đúng được cái đáy ngay đây. Thì từ cái đáy này lên đây quan bán thôi, qua cho quan chốt ngay đây nè, là bản thân quan chốt lời trong tài khoản cá nhân lời được 18%. Còn những anh chị khác thì bắt lên mà giữ lên được tới giá 44 lời 300+. Vậy thì lỗ nó 200-300-400 chấp nhận được không anh chị? Bình thường đúng không? Đây nè, ở chị thấy từ đây anh chị bắt lên được chị lời nhiêu trăm, lời được 300+, rất là ngon và gần như là cứ giữ là tăng hoài luôn. Vì sao? Vì nhà đầu tư hết hàng rồi, tổ chức cá mập đã gom lại. Hay nói cách khác là quay lại cái vấn đề từ đầu á. Vấn đề nè, thị trường ở quá khứ là gì? Là khi nó uppo và nó nhốt anh chị trên giá đỉnh thì sao? Khi nó uppo và nó nhốt anh chị trên giá đỉnh thì nó đang làm gì? Là nó đang bắt anh chị cầm hàng giùm nó, đúng không? Và bây giờ xuống giá hấp thì anh chị chúng ta bắt đầu xu thế là cắt lỗ clear tài khoản. Và khi cắt lỗ clear tài khoản ở cái mức lỗ nặng thì sao? Thì sẽ phải có một người mua lại. Giống như hôm nay qua nói với anh chị, SSI hôm nay ai mua lại? Thì chắc chắn rồi, 80% ở đây đó là tổ chức nó đi mua lại. Nhỏ lẻ mua không nhiều đâu, nhưng mà đa phần tổ chức sẽ dám đi mua ở đây. Tại vì sao? Người ta bán là người ta bán cho mình ở trên đây nè, và người ta mua là người ta mua lại dưới đây. Chứ có ai mà đi mua trên đây bán dưới đây? Thì chỉ có chúng ta thôi. Tiền nó chỉ chạy qua từ túi người này qua túi người kia. Và túi ở đây là gì? Là từ mua trên cao và xuống đây bán ra, và ngược lại nó sẽ mua lại dưới đây và lên đây nó bán ra, đúng không? Và trên đây chúng ta là cố hữu, tự hữu, còn xuống dưới đây chúng ta thấy hoang mang và cắt lỗ, đúng không anh chị? Thì cái đó là cái điểm mà chia sẻ với anh chị từ đầu buổi livestream tới bây giờ, cái bản tin tối tới bây giờ, đúng không? Thì bây giờ xuống đây nó bắt đầu ép chúng ta cắt lỗ ra rồi, thì đương nhiên cũng là cái lúc chúng ta cân nhắc chúng ta đi bắt đáy, chúng ta đi mua. Nó thành ra nói chung á là gì, cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ cân bằng với cái tỷ lệ lợi nhuận thôi, đúng không? Ăn nhưng mà ăn dưới đây thì chị sẽ thấy nó khác rất là nhiều. Đó là gì? Đó, mất thì mình chỉ mất một ít thôi, người khác mất tới 15%, đúng không? Người thắc cờ cái người khác có thể mất tới 15%. Ví dụ đơn cử đi, cái anh dưỡng BR nè, thì cái anh đó ví dụ anh cầm tới đây giờ lỗ 1800 là anh mua giá nhiêu? 23.3 nè, là từ tốt trên đây, đúng không? Tốt trên đây không bán kịp, bị nó sập xuống và không bán, quyết tâm giữ luôn á. Thì từ đây là xuống dưới đây thì đó anh lỗ 1800. Ví dụ như thứ hai anh chị bắt đáy con BR giá 18.5 đi, thì khi anh chị bắt nó giá 18.5, anh chị lao vào đây thì người ta từ trên đây xuống đây người ta lỗ bao nhiêu trăm? Thì người ta lỗ 20%, đúng không? Thì có thể anh đó đang đi theo cái phương án bên quan, đó là trading T0, anh đó thì không cần bán. Nhưng anh chị biết trên thị trường này bao nhiêu người sẽ đi cắt lỗ không? Rất nhiều người sẽ chọn phương án cắt lỗ và hốt hàng. Và anh chị đều biết, ví dụ như chỗ này nè, nó rơi mạnh cây này, đúng không?
từ đây chạy lên đây bao nhiêu trăm, nó 30 mấy trăm nè. Ví dụ chạy chỗ này nó ép cắt lỗ qua cây này đúng không, nó rơi quá rồi rơi ép cắt lỗ, vừa cắt xong chạy từ đây lên đây bao nhiêu, lên được là 13 trăm. Vậy thì nếu anh chị mình mua đây nó mà có rơi nữa đi thì từ đây xuống đây cao lắm anh chị lỗ có bao nhiêu, 4%, 6%, tức là chúc nhận chung tiền, thua là chung đúng không, thua là chung bình hơn, mà chúng ta chỉ lỗ có 6% thôi. Nhưng nếu nó giảm tiếp đi thì cái người mua từ trên đỉnh nè xuống dưới đây người ta lỗ bao nhiêu trăm thì người ta có thể lỗ lên tới bao nhiêu, lỗ tới bao nhiêu, lỗ tới 24-25%. Vậy thì ai là người to, chắc chắn mình sẽ to ít hơn người ta, chắc chắn là mình sẽ to ít hơn người ta. Thì cái việc đó là gì, mình bắt thấp á sẽ có cái lợi thế là mình sẽ có thể lời rất là lớn, lời rất là lớn luôn. Thì cái điểm này anh chị thấy hồi xưa nè, ví dụ BR rơi nè, chị thấy không, thì anh chị bắt được cái đoạn nhỏ này thôi, anh chị biết anh chị lời nhiêu không, từ đây nè đó, lời được 39%, nó lẹ dữ lắm, lẹ nó nhanh dữ lắm nhanh. Nhưng mà có lỗ, thật ra anh chị đã canh quá hấp rồi thì anh chị sẽ không lỗ quá nhiều. Đơn giản lúc nào cũng vậy thôi. Thì đây là cái điểm bắt buộc anh chị phải chấp nhận, đó là cái điểm qua nó với anh chị đây nè, đó là tình, đó là cái gì đây nè, thật khó diễn tả, đó là mua thì sợ cắt lỗ tiếp, nhưng mà bây giờ không chấp nhận, cái đó là gì, đó là không chấp nhận cái việc là bị lỗ thì không thể nào dám mua bắt đáy đâu. Mà nếu anh chị không bắt đáy thì anh chị chấp nhận, anh chị phải chờ lâu nha. Vì sao? Vì khi thị trường mà nó bắt đầu nó xác nhận tạo đáy nó phải tốn có hơi là 2-3 tuần, 2-3 tuần chưa chắc anh chị đã dám mua. Ví dụ từ cái cây này nè, bắt đầu tạo đáy từ cái cây ngày 22 tháng 4 cho tới cái cây này đi lên lại là 3 tháng 5, là anh chị phải chờ là 8 ngày sau khi cái nhịp tạo đáy, thì chắc chắn anh chị có dám mua hay không là chưa biết được đâu. Ví dụ trường hợp mới lên ngay, nó thành ra đôi khi á nha, nếu anh chị chọn mắc đáy thì anh chị phải là gì, anh chị phải quyết đoán, anh chị mua nhanh và chị chấp nhận chị lỗ. Còn nếu mà không quyết đoán mua nhanh thì chị bắt buộc phải chờ nó tạo đáy. Một số con nó sẽ tạo đáy nhưng một số con nó sẽ không. Ví dụ trường hợp quét tết đi, anh chị mình không mua bắt đáy thì chị phải làm gì, anh chị phải chờ những cái điểm mà nó lên lại mạnh nè. Ví dụ lên lại mạnh đi, phải chờ nó cây nó test chưa chắc đã dám mua. Ví dụ chỗ này đi, nó lên lại mạnh này đúng không, anh chị phải chờ nó xây một cái nền, sau đó nó bùng nổ đi lên thì anh chị mới có thể mua, và anh chị phải mua giá cao hơn người ta. Cái trong cái việc bắt đáy là nó được cái này nó phải mất cái kia, mình không dám bắt ở dưới đây thì mình phải chờ nó test lại, mà đôi khi test lại mua xong lỗ là bình thường đúng không, tại vì sao, ai biết chỗ này nó có sập hay không. Nó thành ra đây là cái việc phải cam kết với nhau là gì, đã gọi là đi bắt đáy là phải chấp nhận lỗ đúng không, phải chấp nhận là cục tay. Ví dụ như qua nói với chị đợt này bên Quang cũng có bị cục tay vậy đó, đi bắt đáy ngay đây nè, bắt ngay đây nè đúng không, bắt ngay những cây này nè, bắt ngay đây nè đó. Bên Quang nói với chị cược sai điểm có thể vẫn bị lỗ bình thường. Lưu ý cái này là cái điểm phải chấp nhận với nhau là gì, là đã xác định đi bắt đáy là phải có rủi ro, ăn nhiều thì đương nhiên cũng phải mất, lưu ý nha. Rồi thì sau khi chấp nhận được cái điều này, còn không chấp nhận thì sao, thôi ngồi chờ, chờ nó tạo đáy đi rồi mua đúng không, tạo 3 đáy chẳng hạn, chờ 4 đáy chẳng hạn, nói chung chờ nó tạo đáy rồi mua thì cũng bình thường thôi. Nên nói chung là không được cám dỗ đua lệnh, tại vì sao, tại vì khi nó bật lại chắc chắn sẽ đua lệnh thôi đúng không anh chị. Anh chị nhớ là rơi càng mạnh thì sao, một quả bóng mà đập xuống càng mạnh thì sao, thì cái vật bật nó sẽ rất là cao, thì không đua lệnh là được, tại vì đua xong nó rớt lại lỗ cũng vậy. Lưu ý điều đấy qua nha. Rồi vậy thì đã nói về cái việc là cam kết với nhau là không có phàn nàn gì cái điểm này nha. Rồi tiếp tục là điều kiện giải ngân mua mới bắt đáy là gì, thì cái điều kiện này thì qua sẽ chia sẻ với anh chị cụ thể như thế này, đó là chúng ta sẽ kết hợp hai yếu tố, đó là thanh khoản bùng nổ. Thanh khoản bùng nổ, ví dụ trường hợp ở đến ai đây đi, thì nay Quang hỏi với anh chị ai bán cây này, nhỏ lẻ chúng ta đúng không, nhà đầu tư chúng ta đúng không, hay chúng ta phải kết hợp thêm một cái yếu tố nữa, đó là gì, đó là gap down. Và gap down qua sẽ chia sẻ với anh chị vào buổi chủ nhật tuần này lúc là 14 giờ cho tới là 16 giờ trong cái nhóm đào tạo nội bộ thực chiến nhận qua channel ở đây. Thì nếu anh chị nhà đầu tư chúng ta muốn coi về cái gap down này, tại sao qua lại nói với anh chị là phải có cái gap down này mới mua được, thì trong cái bữa đó qua sẽ nói với anh chị. Và bây giờ qua sẽ cho anh chị ví dụ nha, giá chỗ này SSI nó có gap down và sau đó bữa sau nó bật lại nó tăng rất mạnh nè, chứ không, nguyên nhân vì sao anh chị biết không, đơn giản thôi, đó là cái gap down á sẽ là cái nơi kết thúc xu thế. Và đây qua cho anh chị mình coi nha, anh chị nhìn thấy thị trường mình nha, anh chị thấy chỗ này thật ra hôm nay đã có gap down rồi đó nè, chị không nè, chị thấy chỗ này không đó, anh chị thấy nè, khi nó rơi 3 đáy 1 đáy 2 đáy 3 đáy và hôm nay nó có gap down nè, chị không, thì cái chỗ sau khi nó rơi mà thứ hai mà nó có gap down ở đi là cái chỗ sau đó anh chị bắt sẽ rất là an toàn. Anh chị biết tại sao, anh chị nhìn giúp quan chỗ này nha, anh chị thấy đây là 3 đáy nó liền đúng không, đây có cái gap down nè, nó rơi nè, chị thấy không, sau đó nó hồi ngay. Tiếp tục anh chị thấy chỗ này nè, đây chỗ này chị thấy nó có gap down rồi đúng không, nó test lại một cái nó hồi ngay đúng không. Cho anh chị mình coi tiếp nè, chị thấy chỗ này 3 đáy nó liền với nhau đúng không, 3 đáy là 1 đáy 2 đáy 3 đáy đúng không, xuất hiện gap down và thế là gì, thế là hồi lên liền luôn, anh chị thấy không. Thì cái gap down này nó rất là hay và chúng ta có thể biết được nha, cái gap down này nè, trong cái khóa đào tạo mình sẽ chia sẻ với anh chị, không đơn giản là chị việc là anh chị mình mua bắt đáy thôi, mà anh chị còn sẽ biết được nha, đó là gì, đó là sau này cái cổ phiếu anh chị nó bắt đầu rơi tại đâu á là anh chị có thể quăng dép và anh chị chạy nhanh, chạy cực kỳ nhanh luôn, và anh chị không sợ bị lỗ quá nhiều hoặc là chỉ lỗ ít thôi, người khác lỗ nặng chứ anh chị lỗ tí xíu à,
đó là gì, đó là cái gap down. Ví dụ chị thấy trên đây nó cũng có gap down, ý nghĩa của nó như thế nào thì Quang sẽ chia sẻ với anh chị rất cụ thể. Hay là gì, hay là cái gap up, ở đây có gì điểm chốt đỉnh đúng không, là cái gap up cũng sẽ là cái ví dụ cho anh chị là gì, là tại sao chỗ đó nên chốt lời. Ví dụ chị thấy chỗ này có gap up không? À, và qua đây nó sập nền chứ không, anh chị thấy thị trường mình chỗ này em chị thấy có gấp up không đó, anh chị thấy chỗ này có gấp up không đó. Những cái gấp up này là gì, là những cái gấp up khiến cho anh chị mình đu đỉnh nhưng anh chị mãn nguyện mua sạch ha, mãn nguyện mua sạch luôn. Và anh chị nhìn cái con gì, VB Bank là cái con rất là rõ ràng, anh chị thấy rõ ràng không, trên đây nó xuất hiện cái gấp up nè chị không, và đu trên đây cạn hết. Nhưng ngược lại xuống đây chị thấy nè, khi nó bắt đầu xuất hiện cái gấp down đầu tiên trở đi nè đúng không, thì chị cứ cần canh mua hấp, anh chị thấy anh chị đâu lỗ nhiều nữa đâu không, anh chị thấy không lỗ nhiều. Nhưng trên đây anh chị sẽ thấy khác nha, trên đây khi xuất hiện gấp down nó khác đó. Thì trong cái buổi đào tạo này vào chủ nhật nha, tôi sẽ chia sẻ với anh chị về cái vấn đề là gấp up gấp down, cái ý nghĩa của nó, mà mỗi buổi sáng chúng ta đều gặp, mỗi buổi chiều chúng ta đều gặp đúng không. Thì chị có thể đăng ký ngay với trợ lý Như Hảo, trợ lý Trúc Vi. Cái khóa học này thì Quang sẽ dạy online và sẽ không có thu phí anh chị gì cả. Chủ nhật tuần này chúng ta học luôn. Để chi, để thứ hai chúng ta áp dụng và chúng ta thực hành. Thì chị có nhắn tin ngay với trợ lý Như Hảo, trợ lý Trúc Vi nha. Thì để các bạn thêm anh chị vào cái nhóm đào tạo nội bộ thực chiến này, và để chúng ta học với nhau, chúng ta Quang sẽ chia sẻ với anh chị và anh chị sẽ có thể áp dụng được ngay trong tuần sau, áp dụng được ngay trong tuần sau. Và sau này anh chị thấy cái kiến thức này nè, nó hữu ích, nó thực chiến, và anh chị mình có thể áp dụng được trong rất nhiều giai đoạn. Và để cái kiến thức này anh chị biết nha, để có được thì Quang cũng phải test ở cái giai đoạn này nè. Cái đỉnh, cái điểm bên đây nè, mình cũng phải test nó một lần bên đây nè, và mình nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui rất là nhiều lần, và đã kiểm tra qua quá nhiều cái đáy, quá nhiều cái đỉnh rồi, và mình đều thấy nó có một điểm rất là chung. Đó là gì? Đó là khi nào nó xuất hiện những cái điểm đó là anh chị bán, anh chị bất hàng. Ngược lại khi nào nó xuất hiện những cái điểm đó mà anh chị giữ là anh chị đi bụi. À, anh chị có nhắn tin ngay với Như Hào Trung Vi để đăng ký vào cái buổi học, buổi đào tạo vào chủ nhật lần này nha. Một tuần qua sẽ học với anh chị là hai buổi, là chủ nhật và thứ tư. Chủ nhật và thứ tư, chủ nhật và thứ tư ha. Giống như gần đây Quang chia sẻ với anh chị trong nhóm đào tạo nội bộ nè. Đó gì? Đó là chỗ này nè. Nhóm đào tạo nội bộ nè chị thấy không? Khi cổ phiếu vi phạm hỗ trợ mình chị không bán là đi hoài luôn. Anh chị thấy không? Nè, những cái hỗ trợ trong mỗi buổi livestream Quang chia sẻ với anh chị nè, cách kẻ như thế nào, cách xác định như thế nào. À, chị thấy con hoa sen không? Nè chị nhìn lại đi. Nè chị thấy không? Khi nó lủng hỗ trợ chị không bán, giờ xuống tới đây nè đúng không? Nó hồi mà chờ nó hồi không được luôn, nó rơi luôn nè, không bán nữa, rơi tiếp nữa nè chị thấy không? Đó là cái hỗ trợ quan trọng không? Rất quan trọng đúng không? Thì chị vô nhóm bên Quang, anh chị sẽ được học những kiến thức này. Và nói với anh chị đầu tư á, thật ra đôi khi á, thì chúng ta hơn nhau ở cái điểm gì anh chị, đó là cái sự quyết đoán và cái sự am hiểu đúng không. Ví dụ như đôi khi anh chị sẽ thấy là gì, đôi khi anh chị sẽ thấy là nó giảm thì từ từ nó cũng lên, nhưng mà tại sao em lại tư vấn anh chị mình cắt lỗ, anh chị lại tư vấn anh chị mình bán cổ phiếu ra không? Anh chị đều biết một điều á, gì ví dụ BR đi, thật ra đợt trước mà nói với anh chị hệ thống bên Quang mua ngay chỗ này đó, sao lên đây nè, lời mình không bán nè, qua đây khi nó vừa lủng cái điểm này nè, xuống đây nè là bên mình cắt 500 hàng, cắt rất là mạnh ngay chỗ này. Buổi sáng hôm đó là mình chốt lời chứ không phải cắt nha, rất là mạnh ngay chỗ này. Là cái ngày đây là ngày bao nhiêu, là ngày 15 tháng 10 nè, 15 tháng 10 cho anh chị mình coi lại nè, 15 tháng 10 nè, đây cho anh chị nhà đầu tư chúng ta coi lại ngày 15 tháng 10 nè. Là anh chị sẽ thấy nha, là anh chị mình á, nếu mà học kiến thức á là anh chị mình sẽ hiểu nha. Đây sáng quyết liệt hạ tỷ trọng, lúc đó còn khoe với anh chị danh mục lời quá trời nè chứ không. Đây ngày 15 tháng 10 nè, đây ngày 15 tháng 10, đây anh chị thấy chỗ này không, là khi cổ phiếu vừa có biến rất ra là bên mình thôi anh chị bán ngay lập tức luôn, bán hot hand không, sau đó rớt xuống mà nó không hồi lên được là bên mình quyết tâm là bán cắt lỗ luôn ngay dưới đây toàn bộ 500 hàng còn lại. Và anh chị biết nha, lúc đó bán, thật ra là cái tài khoản anh này nè là không bán lúc đó đúng không. Thật ra mà nói với anh chị, đôi khi anh chị học những cái kiến thức này nè, nó sẽ giúp cho anh chị cái sự quyết đoán trong đầu tư ha. Tức là đôi khi anh chị thấy nha, cái điểm bán của Quang rất chính xác, nhưng anh chị mình lại lựa chọn không bán. Anh chị biết tại sao? Vì khi anh chị không bán cổ phiếu á, là anh chị thấy là à, nó cũng bình thường mà đúng không em, nó cũng đâu có vấn đề mà, tại sao em lại tiêu bán mất tiền đúng không. Nhưng mà lúc đó anh chị thấy nha, trên đây anh chị lỗ có không lỗ luôn, anh chị mua ngay giá bên Quang đang tư vấn anh chị là không lỗ luôn, mình mua ngay bên đây nè, qua đây mình bán mình dẫn lời không, mua cao thì hòa vốn, nhưng anh chị không hề lỗ đúng không. Nhưng mà lúc đó sao, ví dụ mình vốn 1 tỷ đi, mình đây mình hòa vốn là quá ngon rồi, nhưng mình quyết tâm mình giữ luôn. Và bây giờ ví dụ chị nhìn lại đồ thị như thế này, là có phải anh chị tự nhiên anh chị lỗ bao nhiêu, ví dụ trên đây xuống đây là 200 triệu, là lỗ 200 triệu rồi. Vậy vừa hòa vốn với 200 triệu chọn nào? Đương nhiên rồi, chọn không rộng rồi đúng không. Thì đó, thì khi anh chị hiểu được những cái kiến thức á, những cái gì, những cái điểm quyết đoán là phải quyết đoán, ra là phải ra, vào là phải vào, thì tự nhiên anh chị sẽ làm gì, đầu tư nó rất là hiệu quả. Và bản thân anh chị nhà đầu tư chúng ta có thể làm gì, có thể tự đưa ra cái lựa chọn, chứ không phải cần là rocker. Tại vì đôi khi anh chị thấy không, đó là chị hỏi quan thì hỏi thôi, nhưng mà anh chị không bán. Anh chị biết tại sao? Tại lúc đó anh chị lưỡng lự đúng không, anh nhiều anh chị nói quan ở đợt này cũng lưỡng lự quá em không bán,
Đợt này anh nghĩ là nó sẽ ok, nghĩ nó tốt, nhưng mà thật ra đôi khi chúng ta không hiểu những điểm đó đó thì chúng ta đâu bán đâu, đúng không? Thì đó, thì anh chị mình học, anh chị sẽ có cái tác dụng như vậy. Thật ra bây giờ lỗ một lần thì chúng ta chỉ lỗ một lần thôi, nhưng mà những lần sau chúng ta sẽ rất là ok, những lần sau chúng ta sẽ rất là tốt trên thị trường. Có rất là nhiều anh chị khách hàng của Quang trong đợt này nha, từ trên đây xuống đây nè, anh chị chỉ lỗ rất là nhẹ, lỗ rất là nhẹ, tài khoản anh chị rất là to, 10 tỷ mà 10 tỷ mười mấy tỷ mà anh chị chỉ mất có tí xíu thôi. Trong khi những cái vòng trước nha, nó chỉ rơi một cái anh chị lỗ bao nhiêu, 20% là bình thường, 30% là bình thường, đúng không? Nhưng mà lần này anh chị thấy không, anh chị hang như hang lỗ quá trời lỗ em ơi, mà coi ra lỗ nhiêu, có 300% thôi, đúng không? Tại vì sao? Tại vì anh chị mình hiểu là lần những lần trước mình sai ở đâu á, thì lần này mình áp dụng lại đó, lần này mình áp dụng lại. Chúng ta đầu tư trên thị trường thì sao, thì chúng ta luôn luôn đổ vào cái lượng tiền rất là lớn, ai cũng vậy thôi, thường thường là cái tiền rất là lớn, mà cái tiền đó thì chúng ta lại không trân trọng nó, không trân trọng nó, chúng ta cứ nghĩ là gì, thì đầu tư thôi, thì có ba chữ cái thì đầu tư, có ba chữ cái thì đầu tư, thì nó cũng đâu có khác gì những hội nhóm lừa đảo trên mạng đâu, đúng không? Người ta dụ anh chị vào những nhóm, sau đó cho anh chị con này con kia, xong thời gian dụ anh chị nạp tiền vào, anh chị mất hết tiền chẳng hạn. Thì thật ra nếu mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không hiểu gì, chúng ta chỉ dựa vào ai đó tư vấn cho mình ba cổ phiếu, thì đó đâu gọi là đầu tư, mà đó gọi là gì, đó gọi là làm gì, đó là đầu cơ, đó là cờ bạc rồi. Còn nếu mà đầu tư là gì, là phải suy luận mua bán. Vì sao như vậy? Lên kế hoạch mua, lên kế hoạch thành công và đương nhiên là kế hoạch thất bại, đúng không? Thì chúng ta hiểu được những điều đó thì tự nhiên chúng ta sẽ có trách nhiệm với đồng tiền của mình hơn. Và đó là gì? Là mình hiểu vì sao mình mua, vì sao mình nên bán sớm, là mình sẽ không bị gì cả, đúng không? Là mình sẽ rất là ngon lành, mình sẽ rất là thành công trong việc đầu tư. Và từ đó thì sao? Một lần thất bại, hai lần thất bại thì từ từ khúc sau sẽ là full thành công. Vì thì đâu có cái gì giảm mãi, đúng không? Đâu có gì giảm mãi, còn hơn là gì, một lần mất hết và không còn lần nào cả. Hay nói cách khác là không làm một broker cũng được, anh chị mình đâu cần làm broker, nhưng anh chị cũng phải làm gì, cũng phải hiểu về những cái tư vấn của quan để làm gì, để cho anh chị mình quyết đoán là chị không đó. Và nói với anh chị lúc mà bán bể rỡ đây nha, nhiều anh chị buồn lắm, và thậm chí có những anh chị đâu bán đâu, đúng không? Buồn và rất là không muốn bán. Và rõ ràng anh chị thấy bây giờ nhìn lại thì chị thấy như thế nào, đúng không? Khác biệt rất là nhiều đó. Thế nhưng mà thật sự bây giờ nhìn lại thì tiếc không? Tiếc chứ, đúng không? Rồi hôm nay cái bản tin tối của Quang tới đây là kết thúc á nha. Thì nếu anh chị muốn đăng ký vào cái nhóm đào tạo đầu mộ thực chiến này nè, để học về cái kiến thức kế tiếp, gấp up và gấp down, thì chị nhắn tin ngay với trợ lý Như Hảo, trợ lý Trúc Vi, các bạn sẽ tư vấn và hướng dẫn anh chị đi vào trong nhóm, và chờ chủ nhật này chúng ta học vào lúc 2 giờ chiều. Còn nếu anh chị mình muốn được quan cơ cấu hoặc là đưa ra các cái lời khuyên về điểm lãi, điểm lỗ trên cái tài khoản của mình, nên cơ cấu và bỏ con nào nên đánh trading T0, thì chị cũng có thể nhắn tin với Quang, Quang sẽ tư vấn anh chị nha. Nói chung thì giai đoạn thị trường này nó rất là tuyệt vọng, nó rất là gì, rất là chua xót, hoảng loạn, rất là ghê, nhưng mà chúng ta cần phải tỉnh táo đưa ra những cái quyết định. Và điều đó là gì, là cái câu là cần xem gấp video này, vì nếu anh chị xem video này thì sao, thì chị sẽ hiểu được và chúng ta sẽ biết chúng ta phải hành động như thế nào cho từng cái trường hợp, cầm tiền như thế nào, cầm hàng là cầm hàng lỗ như thế nào, thì quyết định như thế nào, chứ không phải chúng ta quyết định một cách hỗn loạn. Và khi chúng ta quyết định hỗn loạn thì sao, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị dính vào cái bẫy của tổ chức. Đó là gì? Đó là bắt chúng ta mua cao mà chúng ta giữ hàng đó, bắt chúng ta mua cao mà chúng ta giữ hàng, sau đó làm gì, nhả hàng lại cho nó giá thấp, và sau đó nó kéo lên thì trong sự tiếc hận, buồn bã, ức chế ra đi, mà mất hết tiền đó. Thì đó là quan điểm của Quang. Thì chị mà cần hỗ trợ tư vấn thêm cứ nhắn tin trực tiếp với Quang nha. Chúc anh chị một buổi cuối tuần, nói chung là thư giãn nha, thư giãn bên gia đình, thư giãn á, cho cái đầu óc của mình nó tỉnh táo lên, thì chúng ta sẽ có một cái tuần mới nó sẽ rất là ok, nó sẽ rất là thành công. Rồi, xin chào anh chị.